Việc diệt sâu bọ trên cây trồng là một bước hết sức là quan trọng trong quản lý và bảo vệ cây trồng, bảo vệ được năng suất và chất lượng của sản phẩm, đồng thời còn có thể phòng ngừa được các bệnh tật ở cây trồng. Vậy nên hãy tiêu diệt sâu bọ côn trùng gây hại bằng thuốc trừ sâu Rich Up 35WG. Đây là một loại sản phẩm có hoạt chất acetamiprid và imidacloprid. Hai hoạt chất trừ sâu có hoạt chất tiếp xúc, vị độc, thấm sâu và lưu dẫn nhanh và cực kỳ mạnh kéo dài. Sản phẩm này giúp diệt trừ nhanh chóng các loại sâu hại, ngăn chặn sự bùng phát của chúng, đặc biệt là trong trường hợp rệp sáp hay thậm chí là rầy xanh và bọ trĩ, rầy nâu và bọ phấn trắng hại cây trồng của quý bà con. Khi pha thì ta pha gói 100g trong phi 200 lít nước, tùy vào mật độ dịch hại. Liều lượng sử dụng là 0,04%. Phun thuốc khi mật độ rệp sáp xuất hiện khoảng 5 đến 7 con trên một chùm quả. Lượng nước phun là 600 đến 800 lít trên 1 hecta. Thời gian cách ly là 7 ngày sau khi phun. Quý bà con nào mà mình muốn mua, mình có thể liên hệ vào số hotline 0776 400 038 để tư vấn và mình mua hàng chính hãng. Hoặc quý bà con mình cũng có thể truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về sản phẩm.